Đề bài của chúng tôi là đâu là một câu nói trend hiện nay? Bây giờ mình sẽ làm tiếng Nhật và các bạn phải suy ra câu gốc của nó, một câu nói của tiếng Việt, câu nói trend hiện nay. Câu thứ nhất này, ô đê đắp tờ nam bát sự nàng gứt tê yên sổ. Cái gì đấy? Nhà là tôi, người ta được mấy phát. Chính xác. Con này có trend mà con này kiểu lâu rồi đấy. Câu số 2 này, chuẩn bị này. Yà nê nai yì và nai rổ. Dạ, dạ, dạ. Ôi. Yà, có nóc. Câu số 3 này, tê o ka shite zutto soba ni ite ne, tomodachi. À, yà. Tê o. Chia tay đây là mãi bên nhau bạn nhé. Câu tiếp theo này, Subarashi, yoku yattayo. Amazing, good job. Amazing, good job em. Anh rất là tự hào về em. Good job, một bài hát amazing. No. Thank you. Kaji ga okute te ga mawaranai yo. Mọi người đây, đánh thử. Nhanh. Hả hoạn nhiên đấy. Cháy nhà nhiều thì... Kaji ga okute te ga mawaranai. Câu này có 3 chữ. Ôi, nhanh chữ 3, 2, 1 đi. Cháy. Là bảo em hiểu rõ câu này nữa. Nhà bao việc. Câu tiếp theo một câu hơi dài, nghe kỹ này anh em. Koibito nante inai yo. Ure nokoru janai ka shunpai shiteru. À, em làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đi này. Em đã làm gì có người yêu. Hà Nội 行くのは問題ないけど理由だけ必要。Không được nhá. Anh không ngại đi Hà Nội. Anh chỉ cần lý do thôi. Vỗ tay. Này, con này dễ này. Bấm nhanh nhá, anh nghe được. Tiếp luôn này. Và gom しか残らない. Benito. Chen thì ra nó đúng cái chất giọng của Chen đấy cơ. Nêu điểm. Onesan wakaru? Chị hiểu không? Làm rốt như thế nào? Chị hiểu không? Bạn này đủ câu đúng. Em biết nấu ăn nhưng mà em không nấu cho bạn trai em. Quay xe.